Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Mặt Nóng Channel của mình. Lần đi Đài Loan này là mình thấy là lần đầu tiên mà mình bội thu đến vậy trong tất cả các nước luôn. Mình đã từng đi qua Sing, qua Mã, nhưng đây là lần đầu tiên mà mình muốn như là gom hết tất cả mọi thứ về, từ quần áo cho tới bánh kẹo gì mình gom về giá cực kỳ rẻ ở ngay giữa trung tâm Đài Bắc đắt đỏ luôn, ghê không? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Nhưng mà mình mua như thế nào và mua làm sao thì các bạn phải coi hết video này mới biết. Hello, mình đang ở đúng chỗ đó rồi các bạn. Đây là chỗ đổ xung. Đó, chỗ đổ xung. Nếu mà ai vô không có tiền thì cứ nhét 100 đồng vào đây, họ sẽ nhả ra 10 đồng 10 cái đồng, 10 đồng. Đó, giờ mình sẽ nhét vô thử cho các bạn coi. Cho em đếm đủ không nha, mọi người nhớ đếm đủ, nếu không là sẽ bị lỗ. Không có gì thêm. 100 đồng là sẽ may mắn sẽ được sở hữu chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ lắc không ai. Này rẻ hơn, chỉ có 60 đồng thôi. Mỗi bên 30 nè thì sẽ được một cái móc khóa hình con mèo mập rất là mập. Và cái này mình thích chơi là tại vì 100 đồng nó được một cái túi, một cái túi tô tê. Không biết chơi cái nào đây. Chỉ với 100 đồng bạn chỉ được một chiếc xe máy, đồ chơi dễ thương bốn. Cái này mới là mắc nhất nè, 200 đồng cho một mô hình. Nhưng mà đảm bảo là cái này là chắc chắn thắng luôn nha, nên cũng không cờ bạc lắm. Cái này là trò chơi may rủi. Còn ăn uống của mình thì mình sẽ quyết định lựa một hộp trái cây với giá 60 đồng. Chiếc móc khóa sẽ theo mình đi học. 60 đồng của mình được một hộp dâu, có hướng dẫn sử dụng nữa nhưng mà nó bay mất rồi. Đây 60 đồng và được một hộp dâu. Ở trên này có chữ Nhật đọc là Ichigo, có nghĩa là dâu luôn. Mà cái trò này mình đã thấy rất nổi rồi ở trên mạng YouTube rồi, nhưng mà nay tới Đài Loan mới thấy là em ấy cũng du nhập y chang, chỉ có nước mình thương quá. Bên trong dâu cũng y chang làm rất đẹp. Không biết có móc ra được không nữa. Ồ, mềm giống như mấy cái squishy mấy bạn hay mua luôn á. Nó rất là mềm và rất là nhỏ, nhưng mà sợ nó bị... Đó, rớt rồi. Rất là mềm luôn. Bóp cũng đã. Nhưng mà cái này nên giữ lại cái bọc, nếu không không có làm cái móc khóa được nó sẽ bay đi mất á. Thôi bây giờ mình sẽ đi chơi tiếp nha. Trò này quá, với lại số tiền mình đang khó rồi, 60 đồng cho một cái móc khóa. Trời má quá trời luôn kìa. Nhưng mà mình sẽ vô thôi chứ không chơi đâu, mình hết tiền rồi. Là cái trò này kiểu như chơi một lần là quyền luôn á. Kiểu quá trời đồ, mình sẽ phân dân ở đâu cũng đẹp và không biết phải lựa cái nào. Và đến cuối thì bạn chợt nhận ra rằng bạn mất tiền rồi. Khi mà mọi người cũng chơi quá trời luôn. Chơi Nhật không á, toàn là những cái con mẹ thỏ mà mình hay thấy ở trong mấy cái trò chơi căn nhà ở trong nhà. Có cả Vũ Điện Tâm Ba cho mấy bạn thích. Con này con gì? Bỏ cứng cứng chỗ. Trời ơi, nhiều quá. Còn cái này bạn bỏ tiền vô mà bạn sẽ mất hết, không có mẹ gì á. Đó như là vậy, không có gì cả. Đây là nghe đồn là một cái môn 9.500m vuông đi sạc chân, sạc đùi vẫn không hết. Theo như kinh nghiệm của mình đi 2 ngày rồi thì nó chưa hết. Tiền đâu. Nó là một cái ba lô. Nó là một cái ba lô. Thì đây là một chỗ kiểu như tai bay bạc khiến nó xuất hiện do bị lạc đường dữ lối nên bị rớt xuống đây. Nhưng mà hóa ra lại là một thiên đường mơn sống đồ đệ các thứ. Thường thì mọi người sẽ đi vào các môn sang trọng khác do bạn bè, cô chú, dì chú bác giới thiệu. Nhưng mà ở đây mới chính là chỗ mà mọi người dân Đài Loan hay là mấy nam thanh nữ tú vô chơi, vô đồ các thứ.
mà nó nằm ngay dưới Taipei Main Station luôn, là bước thẳng xuống là thấy quá rộng rãi, quá thoáng mát, quá nhiều và quá nhiều, có hẳn cả một chỗ. Thì mọi người nghĩ cái chợ cấp thú này là đã quá kiểu dành cho con nít rồi, không bao giờ có thể thấy nữa, nhưng mà ở Đài Loan nó lại là các bạn ơi mình rất là bất lực với tấm hình này nên mình cũng không bình luận gì thêm. Bạn có cơ may đến đây thì hãy hút cái này về nhé. Hồi xưa trên Facebook của SO Living Channel cũng đã giới thiệu cái này rồi. Cái này là kem giống như là một cây sinh tố hả, một cây kem sinh tố, và tất cả đều là nước ép thiệt hết, từ xoài, chanh dây, dứa. Nhưng mà này là ở đâu cũng có bán nha, và bạn sẽ tự trả tiền. Nếu đúng có chỗ một tổ thùng là bạn sẽ tự trả tiền. Sẽ có một cái thùng ở đây. Nó là bếp xuống để ăn, tại vì đói quá đi bộ nãy giờ. Đây là quán khoai liên dumpling. Một phần này, một phần mì, một phần mạnh thánh và một bát chưa xác định được, có vẻ là đậu hũ và rong biển, chỉ với giá 100 tài quan đồng, tương đương 77.000. Đã không biết về Việt Nam của anh cỡ này không? Thôi cứ thử đi. Dữ dội quá. Trong đây hình như có lá rong biển hay là lá gì đó. Cà lát. Giống Việt Nam mà hơi lạ. Hay là bị quen của Đài Loan á. Dữ dội quá phong mấy chế. Thì cái khu mà mặt động đi qua chỉ là một cái khu rất 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 nhỏ trong 9.000 mét vuông, nó thuộc về khu ít thì phải, mà ở đây còn có khu ít, y, z, m nữa. Nhưng mà mình thấy là rộng như vậy mà mình đi gần 2 ngày trời mà cũng không hết. Nên là mọi người nếu mà có thấy một món hàng nào mà thú vị á, thì phải chộp liền tay nha. Kiểu như là nếu mà đợi tới ngày hôm sau quay lại là đảm bảo không thể nào thấy được. Mà muốn xuống dưới đây thì rất rất là đơn giản. Cứ thấy chỗ nào trồi lên giống như cái bậc thang á, để đi xuống cái tàu MRT á, thì cứ bước xuống đó, người ta sẽ có bảng hướng dẫn. Mấy cái bảng hướng dẫn treo trên á, lối nào đi ra MRT, lối nào đi ra mall, thì cứ phóng vô đó thôi. Sẽ có một khu giá rẻ và một khu hàng hiệu, muốn lựa nào lựa, đó là quyền của bản thân. Còn mình đã mua xong hết rồi, thế thì mình phải đi về thôi. Tạm biệt mọi người. Nhưng mà công cuộc đi mua sắm của mình thì đã hoàn thành. Nhưng mà còn một chuyện chưa hoàn thành nữa là mọi người nên nhớ like, share và subscribe cho SO Living Channel nha. Phải quay lại đó không là bị bot chửi liền. Tạm biệt mọi người. Yêu.